Kính chào quý vị khán giả đang cùng đến với kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị. Ngay sau đây mời quý vị cùng các bạn theo dõi. Thưa quý vị, vào khoảng 19 giờ 23 phút ngày hôm qua, một trận động đất có cường độ 4,2 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba thành phố Trương Gia Khẩu, huyện Sương Hoa, huyện Vạn Tuyền và huyện Hoài An thuộc tỉnh Hà Bắc. Tâm chấn ở vị trí 40,7 độ vĩ Bắc, 114,8 độ kinh Đông với tiêu cự sâu 25 km. Khi trận động đất xảy ra, một người dân đang đi trên đường ở trung tâm Trường Gia Khẩu thì đột nhiên các tòa nhà rung chuyển một chút. Sau đó, có người ở trong sân hét lên động đất và một số cư dân chạy ra khỏi nhà để tránh động đất. Người này sau đó đã liên hệ với trạm động đất Trường Gia Khẩu đang làm nhiệm vụ nhưng không thể kết nối được do đường dây đang bận. Cũng vào cùng ngày, mưa lớn đã đổ xuống Thượng Hải với lượng mưa trung bình hơn 135 mm. Cùng lúc đó, nước sông Dương Tử dâng cao, hiệu quả của hệ thống kiểm soát lũ lụt và thoát nước đã giảm đáng kể, dẫn đến tình trạng ngập úng nghiêm trọng trên diện rộng ở Thượng Hải. Nhiều khu vực tại trung tâm thành phố biến thành biển nước, những con đường biến thành sông. Lái xe giống như lái một con thuyền. Sáng nay, Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải đã cập nhật tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh thành tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng, cho biết lượng mưa tích lũy trong thành phố sẽ đạt hơn 135 mm trong 4 giờ tới. Hiện tại, đỉnh lũ của sông Dương Tử vẫn chưa đến nên có thể dự báo thảm họa lũ lụt mà Thượng Hải phải đối mặt trong năm nay sẽ rất nghiêm trọng. Lũ lụt đang diễn ra ở nhiều nơi khắp Trung Quốc đại lục. Trong những ngày qua ở tỉnh Quảng Đông, mưa lớn đã gây ra thiên tai lũ lụt ở thành phố Trinh Đê nghiêm trọng và người dân không thể nhận được sự hỗ trợ. Cục Quản lý nước báo cáo rằng có 99 con sông ở Trung và Hạ Lưu sông Tây Giang trong lưu vực sông Châu Giang và lũ lụt trên mức cảnh báo đã xảy ra. Trong số đó, sông Bắc Giang ở Quảng Đông và sông Lệ An ở Giang Tây có lũ lớn nhất kể từ kỷ lục đo đạc thực tế đến nay. Tỉnh Quảng Đông đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp độ 1. Tính đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, hơn 220.000 người trong tỉnh đã buộc phải sơ tán. Do mưa lớn liên tục và việc xả lũ từ các hồ chứa ở thượng nguồn thành phố Kinh Doan, tỉnh Quảng Đông và những nơi khác đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Đoạn video cho thấy ở thành phố Jing De, Kinh Quan, nhiều tòa nhà bị nước nhấn chìm, một số bị ngập đến tầng 3 chỉ còn phần mái. Cảnh tượng thảm họa lũ lụt thật đáng sợ, một số nơi trũng ngập nước, cây cối bị nước lũ nhấn chìm chỉ còn thấy những tán cây. Bức ảnh chụp một cụ già đứng chờ cứu hộ trên nóc nhà bị ngập nước đã được lan truyền rộng rãi, khiến nhiều người rất lo lắng về thảm họa xảy ra tại địa phương. Người dân địa phương tiết lộ rằng chính quyền có ý định trấn áp các chốt chờ giải cứu. Cư dân mạng đã đăng trên Weibo nói, không biết đã đăng blog bao nhiêu lần rồi, những tìm kiếm nóng hổi bị đè xuống, các loại tin tức giải trí tầm phào thì để lên trên đầu. Nhìn cảnh những người dân đang chờ được giải cứu mà thấy đau lòng quá, mọi tìm kiếm nóng đều bị biến mất không còn dấu vết. Tệ hơn nữa, trạm Jing De dòng chính của sông Ve Giang vào ngày hôm nay theo giờ địa phương đã tạo ra đỉnh lũ cao khoảng 36 m. Đây là kỷ lục mực nước cao nhất kể từ khi xuất hiện lũ lịch sử năm 1915. Nhà chức trách cảnh báo cư dân của các tòa nhà dưới tầng 2, trong đó có tầng 2 và tầng 1 phải sơ tán ngay lập tức. Tính đến tối ngày hôm qua, các trường học ở quận Kinh Trang, thành phố Jing De và quận Yansan của thành phố Kinh Doan đã ban hành thông báo nghỉ học tại thành phố Jing De, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa. Nhiều nơi, nước và điện bị cắt, tín hiệu điện thoại di động yếu, một số người dân mất liên lạc với gia đình. Tại Hồ Nam, lũ lụt bùng phát ở nhiều nơi, toàn bộ một tòa nhà ở Hoài Hóa bị lũ cuốn trôi, cảnh tượng thật kinh hoàng. Trong một đoạn video do cư dân quay, người dân hoảng loạn la hét, nhà bị cuốn trôi, một tòa nhà nhỏ 3 tầng bị cuốn vào dòng nước xoáy. Trong quá trình đi xuống hạ lưu, nó còn đâm vào những ngôi nhà khác trên đường đi, khiến người dân địa phương la hét. Gần đây, nhiều ngôi nhà ở Hồ Nam cũng đã bị lũ cuốn trôi. Cho đến nay, chưa có báo cáo chính thức nào về thương vong và thiệt hại tài sản được đưa ra. Thưa quý vị, vụ phun trào núi lửa ngầm và thảm họa sóng thần xảy ra ở Tonga, may mắn có khoảng hơn 1.000 công dân Trung Quốc được an toàn. Vào thứ hai tuần trước, một ngọn núi lửa ngầm ở Tonga đã phun trào và gây ra một chuỗi thảm họa sóng thần và tro bụi núi lửa. Những ngày qua, do thông tin liên lạc bị gián đoạn và các con đường bị phong tỏa do núi lửa và sóng thần gây ra, nên việc thống kê của chính phủ Tonga về thảm họa không mấy suôn sẻ. Kể từ khi vụ phun trào núi lửa ngầm và thảm họa sóng thần gây ra ở Tonga, đường dây liên lạc của tàu ngầm Tonga đã bị hỏng và liên lạc với bên ngoài của Tonga bị gián đoạn. Tình hình thiên tai ở Tonga, đặc biệt là tình hình của công dân Trung Quốc ở Tonga, luôn là một chủ đề nóng được cộng đồng mạng quan tâm. Về vấn đề này,
Cao Xianglin, đại sứ tại Tonga, đã nhận lời phỏng vấn độc quyền với đài chính qua điện thoại vệ tinh vào ngày hôm qua. Đại sứ Cao đã giới thiệu tình hình hiện tại ở Tonga qua điện thoại. Nhìn chung, thiệt hại về tài sản là rất nghiêm trọng. Trong những ngày qua, không khí địa phương cũng chứa đầy tro núi lửa, có hại cho hệ hô hấp của con người. Do đó, chính phủ kêu gọi người dân tránh ra ngoài càng nhiều càng tốt và đeo khẩu trang khi đi du lịch. Trật tự xã hội nói chung vẫn tốt. Sau khi núi lửa phun trào, đại sứ quán tại Tonga đã ngay lập tức đưa ra kế hoạch khẩn cấp tăng cường liên lạc với các cơ quan liên quan của chính quyền Tonga, đồng thời nỗ lực hết sức để bảo vệ sự an toàn của các công dân và tổ chức Trung Quốc tại Tonga. Trên hòn đảo chính của Tonga có hơn 1.000 công dân Trung Quốc và nhân viên công ty. Chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và tất cả họ đều an toàn, sinh sống và làm việc bình thường. Do thông tin liên lạc giữa Tonga và thế giới bên ngoài bị gián đoạn, chúng tôi đã yêu cầu chính quyền Tonga hỗ trợ tìm hiểu tình hình của công dân Trung Quốc ở các đảo bên ngoài và tích cực hỗ trợ họ. Trong những ngày qua, chính quyền nơi đây đã đến thăm một số gia đình công dân Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa và hỗ trợ họ những thứ cần thiết. Ngoài ra, vì chúng tôi không thể liên lạc với các thành viên gia đình của họ ở Trung Quốc, chúng tôi cũng thông báo về sự an toàn cho người thân của họ ở Trung Quốc thông qua các phương tiện thích hợp. Chúng tôi cũng muốn thông báo với khán giả trước TV qua cuộc phỏng vấn này rằng người thân và bạn bè của các bạn ở Tonga vẫn bình an vô sự. Theo báo cáo của Tổng công ty phát thanh truyền hình Anh BBC vào ngày hôm qua, chính phủ Tonga đã đưa ra tuyên bố công khai đầu tiên sau khi núi lửa ở Tonga phun trào gây ra sóng thần. Thông cáo cho biết sóng thần đã khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Một số ngôi nhà đã bị phá hủy trên đảo chính Tonga Tapu và cho núi lửa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung cấp nước. Vào ngày hôm đó, vệ tinh thời tiết Himawari 8 của Nhật Bản đã chụp được cảnh núi lửa Tonga phun trào với những đám tro bụi lớn và khí bốc lên và có thể nhìn thấy rõ ràng từ không gian. Các báo cáo cho biết các nỗ lực cứu hộ đã bị cản trở bởi tro núi lửa. Các tình nguyện viên đã làm sạch đường băng tại các sân bay lớn để cho phép máy bay mang nước uống và vật tư cần thiết xuống mặt đất. Chính quyền Tonga cho biết Internet đã bị cắt nhưng một số dịch vụ điện thoại địa phương vẫn hoạt động và thông tin liên lạc đầy đủ đang được khôi phục. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết chỉ có một quan chức sử dụng điện thoại vệ tinh để chuyển tiếp thông tin giữa cơ quan Liên Hợp Quốc và chính phủ Tonga. Thông cáo cũng cho biết sóng thần đã khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Hàng chục ngôi nhà trên Tonga Tapu, hòn đảo chính của Tonga, đã bị hư hại. Trong khi đó, các cuộc sơ tán đang được tiến hành trên các hòn đảo bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngoài ra, chính quyền Tonga cũng tuyên bố rằng các chuyến bay đã tạm ngừng hoạt động và các tuyến vận tải hàng hải bị gián đoạn. Và 2 ngày vừa qua, theo giờ địa phương, ngọn núi lửa trên đảo Hongkaha'apai cách Nuku'alofa, thủ phủ của Tonga khoảng 65 km về phía bắc, đã liên tục phun trào và gây ra một trận sóng thần từng khiến mạng lưới điện thoại của nước này bị gián đoạn và đất nước rơi vào tình trạng mất liên lạc. Mưa ở Kenju, Tân Cương gây ra lốc xoáy. Kính thưa quý vị, kể từ 2 ngày qua, lượng mưa lớn trong hơn 2 ngày liên tiếp đã gây ra lũ ống, lũ quét. Do thiên tai như lở đất, hơn 100 người chăn nuôi trong khu vực đã bị lũ lụt bao vây, tính mạng và tài sản của họ bị đe dọa nghiêm trọng. Các nhân viên cứu hộ đã giúp quần chúng chuyển đồ đạc của họ và thiệt hại về kinh tế vào khoảng 100.000 nhân dân tệ. Từ 9 giờ 45 phút đến 5 giờ 50 phút ngày hôm kia, Li Gang, phóng viên của Yasin.com, nhận được tin báo từ công chúng tại đồn cảnh sát biên giới Haraki Kanju, nhiều người dân ở các làng Bulun và Harachi bị lũ lụt bao vây và đang ở trong tình trạng nguy kịch. Sau khi nhận được tin báo, chi viện đã nhanh chóng tổ chức đội biệt kích cứu hộ lũ lụt mang theo các dụng cụ cứu trợ thiên tai đến hiện trường ứng cứu. Đến khoảng 10 giờ 30 phút khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường thì phát hiện cả hai thôn có 36 hộ dân với hơn 100 người đã bị mắc kẹt, đa số là người già và trẻ em. Ainua, một bà cụ già ngoài 70 tuổi bị liệt nửa người dưới, di chuyển vô cùng bất tiện, bà chỉ có một cháu trai nhỏ ở nhà. Lúc này lũ đã ngập đến giường cao 50cm, ông bà và cháu bé nằm bất lực trên giường. Lực lượng cứu hộ lao đến khiêng cụ già và cháu bé rồi cùng nhau lao ra khỏi căn nhà đổ nát. Đã hơn 10 giờ, họ mò mẫm trong nước lũ. Chỉ trong phút chốc cuối cùng, bà và cháu cũng được chuyển đến khu vực an toàn. Đến 13 giờ 36 phút, lực lượng cứu hộ đã di rời toàn bộ hơn 100 người bị lũ lụt vây hãm ở hai thôn đến khu vực an toàn, đào 12 kênh thoát nước, loại bỏ thành công 5 tình huống nguy hiểm, cứu được hơn 200.000 nhân dân tệ thiệt hại về kinh tế cho người dân. Tính đến thời điểm hiện tại, trận lũ quét và sạt lở đất chưa gây thương vong.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!